khu dân cư Hiệp Thành 1 nằm cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, được xem là khu dân cư đầu tiên của Thủ Dầu 1. Khu này đã được lấp đầy dân cư, đa số cán bộ bên cơ quan nhà nước nên rất an ninh. Trục đường số 1 kinh doanh buôn bán đầy đủ các mặt hàng, ăn uống, cà phê. Đây là trục đường rất đẹp và tiện lợi. Lô đất mà mình muốn giới thiệu hôm nay nằm trên nhánh của đường số 1, cách chỉ 50m, gần công viên nữa chứ. Sau này đi ăn sáng, mua tất cả mọi thứ đều có trên tuyến đường số 1 này. Lô đất nằm giữa hai căn nhà, có diện tích 5 x 19,2m, tổng diện tích 95,9m2, có 70m2 đất ở tại đô thị. Lòng đường trước đất rộng 4m thông tứ hướng, xe hơi đi phà phà. Chủ đất đang chào bán lô này với giá 2,8 tỷ, hỗ trợ ngân hàng tối đa cho khách cần. Mọi người cần hỗ trợ tư vấn liên hệ mình nhé 0977896161. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Nếu thấy hữu ích vui lòng đăng ký kênh để nhận được những clip tiếp theo nhé.